Việt Vĩnh Long xin chào quý vị và các bạn thân mến. Ở video lần này, Việt tiếp tục chia sẻ đến quý vị và các bạn một số mặt hàng giá rất là tốt. Quý vị và các bạn có xem được video của Việt, hãy cho Việt xin một like để tạo tương tác cho video. Một like là ở phía dưới cái video này có hình ngón tay đưa lên là like để tạo tương tác. Và cái like này nó không có tốn phí gì của anh em cả nha. Thì anh em vui lòng cho Việt xin một like để cái video này có thể đạt đến 1.000 like của anh em. 1.000 like tức là 1.000 lượt thích, thì Việt cũng rất mong đạt được điều này. Xin cảm ơn anh em. Còn mà quay xuống như thế này là không like nha anh em. Rồi, thì anh em nào chưa đăng ký kênh hãy nhấn nút đăng ký kênh để mỗi khi có video mới thì điện thoại YouTube sẽ báo về điện thoại cho quý vị và các bạn nha. Rồi, không để quý vị và các bạn chờ lâu, vào ngay chủ đề. Thì hôm nay 1, 2, 3, 4 đôi trước ha. Thì video nó khá là dài, thì quý vị và các bạn chịu khó theo dõi giúp Việt nha. Tại vì mỗi lần thì mình bài ra chỉ được khoảng nhiêu đây thôi, chứ bài ra nhiều nữa cũng không có chỗ. Thì quý vị và các bạn thấy hàng thì đây là ra tới dài ra phía sau là mình tích đầy hết. Rồi, thì hôm nay toàn là đồ cổ để anh em siêu tầm thôi. Đầu tiên thì mình chia sẻ đến quý vị và các bạn đô lo đến từ Anh Quốc trước đi ha. Đây là đô lo đến từ Anh Quốc 601, thùng màu vàng. Thương hiệu này thì không cần giới thiệu về chất âm, tuyệt vời rồi. Đấy, em này là bát 18 à. Chép màu vàng luôn. Đây, Việc lấy nét cho quý vị và các bạn xem. Gân rất là đẹp luôn, mềm, gân cao su mềm, màng bằng sợi ha. Thùng vân gỗ đẹp kem. Đôi này hôm nay Việc thanh lý giá vốn luôn. Vốn mình nhập 7 triệu quý vị và các bạn, mình bán cho quý vị và các bạn 7 triệu luôn. Đây, thông số kỹ thuật của đôi này. BMW 601 được sản xuất tại Anh nha. Công suất 100W cho mỗi lò chở kháng 8 ohm, xe ghi liền kề, đánh được BY nha. Đấy. Cái này có thể là đánh chép riêng, bát riêng, hoặc là quý vị và các bạn nói chung là đánh cùng một ông ly cũng được. Lo đẹp xuất sắc, nguyên zin nguyên bản, không có qua sửa chữa hay là đụng chạm gì hết. Gần zin, tất cả zin hết. Đôi này thì dòng bút sale thì để trong phòng nhỏ để quý vị và các bạn nghe. Tuy nhiên thì dòng này thì chất âm thì nó đã khẳng định trên thị trường audio quá lâu rồi, mình không giới thiệu dài để mất thời gian. Rồi, giá là 7 triệu giá vốn nha quý vị, thông cảm cho Việc nha, đừng trả giá nữa. Mấy cái dòng này á, nhỏ nhỏ vậy chứ nhập cao lắm quý vị và các bạn, không phải là đơn giản đâu. Nhiều bạn cứ tưởng là mấy cái lo nhỏ là giá thấp, những cái dòng lo nhỏ nhỏ nó rơi vào những dòng lo mà high-end á, giá nó đắt lắm. Rồi, ở bên đây là cái món hàng mà Việc muốn thanh lý cho quý vị và các bạn. Đây là cái vỏ thùng của Sansui nha. Sansui 2500 thì nó y chang cái vỏ bên đây. Lưới dây căng còn đầy đủ hết. Cái này lý do là mình thanh lý là về nó bị gách hai cái bát rồi, rồi mình bỏ luôn. Hai cái bát nó hư mình bỏ luôn, mình bán đồ lẻ cho quý vị và các bạn luôn. Đó. Thì bây giờ nó mất hai cái bát và mất chép. Đó. Giờ nó chỉ còn là hai cái lo chung thôi. Hai cặp lo chung. Bên đây cặp ha. Lo chung này thì đường kính nó tầm khoảng 12. Bữa đó mình đo hình như hơn 12 một tí. Để mình lấy cây thước mình đo cái. Để cho quý vị và bạn rõ luôn. Đây. 12,5 gần 13. Thì nếu mà cái chiều xéo này thì nó ra tới 15 mấy. Đó. Nó có cái chiều xéo góc này thì 15 mấy, còn chiều ngang thế này nè thì nó là 12,5. Đây là cái miếng này là để bắt cái lo chung vô đây. Lo chung thường là bắt như thế này. Bắt vô như thế này thì nó sẽ ra cái hình như dưới này quý vị. Ở đây thì Việt không có tháo ra nè. Đó. Còn mấy cái chép của nó là mấy chép còi, bắt vô đây nè, đó. Thì đây có hai cặp lo chung 10W 12 ohm. Cặp đôi chung này 10W 12 ohm. Đó, thì Việc bán đồ món nha. Bạn nào mua đồ món bán đồ món.
Bạn nào mua cả mua nguyên bộ bán nguyên bộ này, không có phân tầng gì cả, có thùng không vậy như thế này, thùng gỗ lạng đẹp nè, lưới dây căng còn đẹp nè, đó lưới dây căng tem mát nè, xăng xui nè, đó cái dây căng này không phải là dễ kiếm dễ làm đâu, dây căng là nguyên nguyên luôn đó, đẹp chưa? Rồi thì ở đây thì Việt cũng muốn để như thế này để cho quý vị và các bạn tưởng tượng được là khi mình bắt nó vào là như thế này. Thì về quý vị và các bạn có thể chế lo chép cầu hay là chép giấy gì bắt vô lỗ này ha. Đó, còn lo chung thì này mình về mình chế vô. Đó, bắt hai lo chung vô đây, nếu không lấy lo chung này. Đó, lo chung này thì Việt bán lẻ cái lo chung là 1 cặp 1,5 triệu. Đấy. Bán chung nguyên cái thùng cũng vậy luôn. 1 cặp lo chung là 1,5 triệu, 1 cặp này 1,5 triệu, 1 cặp này 1,5 triệu. Đó. Còn riêng cái cặp thùng, cái cặp vỏ thùng thì để Việt quay cho quý vị và các bạn xem ha. Nó mẻ chút chút thôi, không đáng kể, như đây nè. Đó. Thì cái này về thì xử lý gọn gàng nhanh lẹ thôi. Đối với mấy anh thợ mộc bây giờ thì nói chung là thùng độ chế thì rất là dễ rồi. Cái này là bát 30 nha, hai lỗ thông hơi. Quý vị và các bạn muốn có thể là chơi một bát 30 và một chép còi to, gỡ cái miếng sắt này ra mình chơi chép còi to bự chẳng đi luôn, chơi lo hai đường tiếng cũng được. Đó. Thường mấy anh em hay có dòng còi anh tép bự đó, để ở đây cũng được luôn. Thì tùy ý ha, muốn chơi gì chơi. Đó. Thì để mình quay một vòng cho quý vị và các bạn xem ở phía sau. Thùng gỗ lạng, lo chung thì cũng zin luôn. Tỷ này cũng nhu cầu của anh em thôi. Anh em dặn thì mình gặp những cái lo như thế này mình lấy về mình chia sẻ cho anh em. Sự thật là cũng giá cũng không phải rẻ. Nhiều anh em cứ tưởng là mua ve chai không à. Anh em thử đi qua mua thì anh em biết cái giá nó như thế nào. Mình giác về tới đây mình lời 1 cặp 200-300 nghìn, anh em nói là đi mua ve chai mà về bán trên trời. Mình biết xài thì người khác cũng biết xài, quý vị và các bạn. Đó. Ở phía sau nè, cấn nhẹ ở góc này một chút nè, không ảnh hưởng gì đâu. Mấy cái đó là mình cũng chưa có vô keo chút xíu, mình chế một miếng keo vô cho nó cứng lại ha. Mấy cái này là nó còn nguyên hết à, không bể nở gì hết. Mấy cái cấn này là do vận chuyển nhẹ nè, vận chuyển nhẹ thì nó cấn cái gốc, vận chuyển thì nó cấn cái gốc vậy thôi. Hàng mà ấy nó vậy, hàng bãi hàng cũ đã qua nhiều năm sử dụng rồi, không tránh được tình trạng như thế. Rồi bây giờ mình báo giá lại ha. Đôi lo chung này là mỗi một đôi là 1,5 triệu nè, có hai đôi. Thì anh em nào lấy nguyên thì cũng ba, lấy nguyên hai đôi thì 3 triệu bao ship ha, còn lấy lẻ thì 1,5 triệu không bao ship. Rồi riêng cái vỏ thùng này lưới mặt cáo là có đầy đủ hết cho anh em nè. Đó. Cái vỏ thùng này á là Việc bán cho anh em 1,6 triệu cái gọt cái vỏ không nha, anh em về tự làm gì đó làm, tự độ chế lên gì đó độ chế vỏ và kèm theo cái miếng này nè. Đó. Để anh em về bắt vô ha, nguyên miếng này luôn chứ của nó như thế thì em gắn vô như thế cho anh em về có thể bắt chép bắt chung gì đó. Cái này là cái miếng này là để tiêu âm tán âm của loa chép đó. 1,6 triệu. Đó. Giá rất là thơm. Tại vì hàng nhiều quá chứ không thôi mà mình cũng không bán, tại vì mình để nó chật nhà quá rồi. Tết đến rồi chứ mấy cái này á thường là mình để lại ha. Mấy cái lưới này thường mình hay gặp là những cái chỗ mà những cái thùng khác đó mà lưới nó hư á, thì mình cũng thay qua được bán cho anh em, hoặc là gặp những cái thùng xấu thì mình mua về mình vẫn san sẻ qua đây để mình lấy cái thùng đẹp mình bán cho anh em được. Nhưng mà Tết đến rồi, quá trời công việc rồi, hơn nữa là nhà là không còn chỗ để nữa. Đó. Nên chia sẻ luôn. Đây, rồi bên đây là em xăng xui 2500 nè, y chang như em bên kia nha, nhưng mà em này em đẹp nha. Em đẹp và em đầy đủ hết trơn. Đây nè, cấu hình của nó là một bát 30 nè. Hai lô chung nè, hai lô chép còi nằm ở trong nè. Đấy, cấu hình như thế. Đó. Thì em này là nguyên bản như thế này đẹp keng, giá 10 triệu đồng nha. 10 triệu đồng cho anh em để anh em sưu tầm nghe nhạc vàng thì tê tái rồi, không cần phải nói nhiều. Đó. Việc quay ở phía sau. Phía sau này nó có hai cái lever để tối ưu cho giải chung và giải chép ha. Công suất là 80W trở kháng 8 ohm. Góc cạnh vuông thành sắc cạnh 10 triệu. Rồi. Như ở bên đây quý vị và các bạn thấy đây là xăng xui 2700A, hai chiếc cầu trên nóc nè. Mình tháo ra một bên để quý vị và bạn dễ xem dễ tưởng tượng ha. Hai chiếc cầu, còn đây là
không có tháo, mình để hình như có tháo luôn à. Đây có tháo ốc rồi đó, nhưng mà không có tháo dây, dây nó ngắn lắm quý vị, nên mình không có kéo lên được, phải gỡ dây ra. Mấy cái này thì chưa từng gỡ một lần nào cho nên nghĩ ra nó cũng khó, nó cứng lắm đó. Hai chép còi này, hai chép còi nằm trên ốc sâu vậy nè. Sâu là một gan nè, ngang là gần hai gan tay đó. Đây thành quách ở phía sau. Đồ này thì công suất 95 W cho kháng 8 ohm. Chất âm thì không bằng cãi, tuyệt vời rồi. Đây ở phía sau nè quý vị và các bạn. Đây. Đó. Ở phía sau rất là đẹp nha. Rồi, mấy đồ này thì đồ này giá 13.500.000 quý vị và các bạn, để mình giật kê căn phía trước ra cho quý vị xem nha. Đây, ở phía trước nè. Phía trước nó gồm một bát 30. Bát 30 nè. Lô chung này tầm khoảng 16 ha. Lô chung này nhìn nó làm cái sợ giống như lô của anh Quốc bên đây vậy nè. Quý vị và bạn nhìn thấy y chang luôn đó. Đây là chép cầu. Chép cầu ha. Ba lever này để tối ưu cho lô chung nè, lô chép nè và hai lô chép trên này. Đó. Casio 2700A, mấy dòng này khó kiếm lắm nha quý vị và bạn. Lâu lâu mới gặp một lần. Đó. Ây da. Một tay quay phim, một tay mình gỡ máy này ra khó quá. Ây da. Cầm điện thoại đó, rồi mình quay này nọ nó cũng khó quý vị. Đây. Đó. Hàng thì chỉ đẹp thôi, mình tuyển chọn về để mình chia sẻ cho anh em. Đó. Thì nhiều anh em cứ hỏi là zin hay không, đẹp hay không. Thì nó đẹp theo dạng hàng bãi, thì zin mới lựa chọn về bán cho anh em. Không ai dạy gì mà đi mua hàng bể, hàng vỡ hay là hàng kém chất lượng về chia sẻ cho anh em. Và đặc biệt hơn nữa là cái kênh của Việt là kênh làm ăn lâu dài, chứ không phải là một ngày một bữa nghỉ ha. Mình bán mà không chất lượng cho anh em á, thì mình bán chỉ được một lần thôi. Còn mình bán chất lượng cho anh em thì mình bán được nhiều lần, và có thể là bán cho những anh em bạn bè khác cùng được nữa. Thì ví dụ như bán cho anh em lời được 10 triệu đi, lừa anh em được có một lần à. Và tuy nhiên bán cho anh em lời được 2 triệu và cứ bán suốt năm này qua tháng nọ, bán cho những anh em khác nữa đó. Thì quý vị và các bạn cứ nhân lên nha. Đối với những kênh mà như Việt là làm ăn lâu dài là tính như thế, chứ không phải là tính là bán một lần rồi bỏ đấy. Nên các bạn cứ yên tâm nha. Thì ở đây là Việt báo giá là giá không COD. Còn cái giá mà COD quý vị và các bạn sợ bị lừa gì đó, thì giá COD thì quý vị và các bạn cần giá COD thì cứ báo để Việt sắp xếp cái giá COD, nhưng mà sẽ cao hơn đó, cao hơn cái giá mình báo đây. Rồi Việt mời quý vị và các bạn xem những cái mẫu lo khác. Rồi tiếp tục nha quý vị và các bạn, rất là nhiều quý vị và các bạn thông cảm chịu khó theo dõi video vì nó khá là dài. Quý vị nào có xem được video này cho Việt xin một like nha, một like là ngón ở dưới video có cái hình ngón tay đưa lên như thế này là một lượt thích. Và quý vị và các bạn hãy vui lòng chia sẻ kênh cho Việt, của Việt cho bạn bè, người thân cùng xem. Việt xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn. Đây, thì cũng như quý vị và các bạn thấy, trước mắt nè, có một đôi JBL, hai đôi, ba đôi, bốn đôi. Tuy nhiên nó có ba đôi là trùng cặp thôi. Là 8340A. 8340A này thì dòng này chuyên karaoke, bass 25, gân zin toàn bộ. Gân zin toàn bộ nha. Và chép còi thì quý vị có thể thấy là cái thiết kế vỏ thùng là mấy cái ô vuông vuông ở trước mặt đó, là cái đó để tiêu âm tán âm cho cái thùng đối với quý vị và bạn đấy. Thì cứ hiểu đơn giản nó như thế đi, còn mà nói chuyên sâu thì nó mệt, nó dài dòng lắm. Rồi bass 25 chép còi thì lo này ở cái đợt trước Việt bán 8.500.000 một đôi. Và tuy nhiên ở cái đợt này thì Việt nhập được giá tốt, chỉ có 3 đôi trùng cặp và 1 đôi không trùng cặp. Thì 3 đôi trùng cặp này nè, đôi nào như đôi nấy nha, giá là 8 triệu đồng một đôi đấy. Thì quý vị và các bạn cứ lựa chọn 8 triệu một đôi để về hát hò karaoke, làm lo trợ lời thì khỏi phải bàn. Mấy dòng Boss 301 rồi đó là không thể sánh với em này được, 301 series 2 nha.
Còn 351 series 3 thì mình không nói. Đấy. Rồi. Thì với giá 8 triệu thì hay trong tầm giá. Rồi bát 30 của Mỹ tiếp. Đâu này thì chưa thấy gân, gân mục à. Cũ từ Aneco. Nha, cũ từ Aneco. Đây. Đó, anh em nào mua thì Việt sẽ thay gân cho. Thì bây giờ do lý do là công việc nhiều quá rồi chưa có ai mua nên mình cũng không thay gân thì nó rất là mau. Rồi, đâu này cũng 3 triệu rưỡi luôn. Giảm giá cho quý vị và bạn về độ chế vô thùng chơi. Rồi, bên đây là còn lại một lẻ một cặp siêu chép còi của Săn Xui. Có mã là T104. Trở kháng 14 ôm, 20W cho mỗi cái chép này, 2 triệu 6 một cặp. Còi gan. Còn bên đây là cái cặp còi Mỹ. Cặp còi này của lô Mỹ và tuy nhiên thì còi này là còi mũ, giá 2 triệu 500 nghìn đồng một cặp. Về quý vị và các bạn thêm vào dàn máy nhà mình. Nha, cầu này thì hát karaoke được nè. Nha. Cầu này hát karaoke là thêm vào dàn máy, cản quân tụ lại hát karaoke. Còn riêng cái cầu này là gọi là siêu chép, chỉ để nghe nhạc thôi, không có cho karaoke được nha quý vị. Lưu ý nha. Nhiều bạn đem về cắm vô karaoke là nó dễ đứt lắm. Cái đó là siêu chép để nghe nhạc, còn ông này thì karaoke được. Chiều ngang ông này khoảng 1 gang, khoảng 1 gang tay nè. Đó, khoảng 1 gang tay và cao nó khoảng 10 cm đó. Sâu thì nó cũng khoảng 1 gang tay để quý vị và bạn về nghiên cứu lo zin 100% à. Rồi, ở đây là những cái đôi lo thùng nè. Đây là hãng Pioneer. Mình thì mình thích chung cầu chép cầu là mình thích thôi. Tại vì cái cầu nó ra tiếng rất là đã. Đây. Bạn thấy mình gửi căn ra đây là đôi 701A. 701A bass 30. Chung cầu chép cầu. Thùng gỗ lạng. Để mình quay ở phía sau thùng này cho quý vị xem. Đây ở phía sau thì cũng có hai lever để tối ưu cho cái dải chung và dải chép. Và lo này là công suất 90W, trở kháng cũng là 8 ohm, dễ ghép âm ly. Chất âm nhạc vàng tuyệt vời, lo zin. Thì đồ này có giá là 12 triệu 500 nghìn. Đấy, 12 triệu 500 nghìn nha. 701A, 12 triệu 500 nghìn. Rồi, bên đây tiếp tục là đồ Pioneer. Pioneer thì ba đường tiếng Pioneer là CS700G, ba đường tiếng ha. Lo đẹp, bass 30 như quý vị và các bạn thấy, lo rất đẹp luôn. Dòng này thì trưng bày nghe nhạc vàng tê tái. Hàng tiếng chọn đẹp keng. Đôi này giá là 13 triệu đồng quý vị và các bạn. 13 triệu đồng cho quý vị và các bạn sở hữu đôi lo Pioneer 700G. Và dòng này thì chất âm tuyệt vời, không cần bàn cãi. Thành vách vuông thành sắc cạnh ở phía sau. Hàng bãi thì lưu ý một vấn đề là nó vẫn có chày nhưng không đáng kể. Rồi, Việt xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video sau. Quý vị nào cần mua những đồ lo này thì liên hệ với Việt nha. Việt xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn. Và quý vị và các bạn có xem được video, hãy cho Việt xin một like. Một like là cái ngón tay đưa lên như vậy nào quý vị và các bạn ở dưới video đấy. Còn quay xuống như thế này là không like nha. Thì cái like này nó không tốn tiền của quý vị và các bạn. Nó chỉ giúp cho việc là tạo tương tác tốt cho kênh. Và quý vị và các bạn hãy chia sẻ cho bạn bè và người thân cùng có niềm đam mê để biết đến kênh của Việt nhiều hơn. Việt xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn. Thì đây là điều ba đôi của hãng lo Pioneer hết quý vị và các bạn. Ba đôi này đều của hãng Pioneer. Đây là đôi Pioneer 63DX nè quý vị và các bạn. Pioneer 63DX nha. Đó. Pioneer 63DX. Thì ở đây Việt có hai đôi. Một đôi là lưới cái vải căng này nó màu xanh và một đôi thì vải nó hơi đen đen. Đấy. Thì cái này là nó sản xuất đời trước đời sau thôi, chứ nó sự thật là về các tiếng lo, về công suất, về trở kháng nó giống nhau. Và đôi này thì mới vừa về, mình cũng chưa có vệ sinh luôn. Đây, quý vị và các bạn thấy bụi bám rất là nhiều. Tuy nhiên thùng thì cũng chạy một vài chỗ thôi, chứ không có bể nở nha. Đấy, e căng ở phía trước. Thì dòng này thì
nó khá là to, khá là to nặng. Đấy. Chứ kích thước to hơn CX99A màn FB nữa nha quý vị và các bạn. To hơn, bự hơn nữa. Rồi, bây giờ Việt sẽ giật e căng ra. Thì phía bên trong này quý vị và các bạn thấy lo được thiết kế là một bát 40, bát 40 ha. Và đây là hai lo chung này tầm khoảng đường kính tầm khoảng 12. Một chép còi, hai siêu chép còi, còi gang hết quý vị và các bạn. Thì đối với những bạn nào chơi băng cối hoặc là thích sưu tầm để trưng bày thì những đôi lo này nó đáp ứng đầy đủ những cái nhu cầu đó cho quý vị và các bạn nha. Đó. Trưng bày đẹp, nghe nhạc vàng bolero băng cối hay. Những đôi này thì khá là nặng quý vị và các bạn, rất nặng, nó tầm khoảng hai mấy ba chục ký một chiếc á. Khoảng 30 ký một chiếc. Đây. Thì những đôi này nhạc vàng thì tê tái rồi, thùng gỗ làng để việc đậy càng lại ha. Để càng lại và mình quay ở phía sau. Quý vị và các bạn xem từ đôi ha quý vị. Đấy. Thì đây. Ở phía sau. Phía sau thì thành vách thì không bể nở quý vị và các bạn. Đây, các bạn thấy là hàng về là bụi nè, đấy, nhắn nhện đều mình cũng chưa có vệ sinh gì hết đây. Đó. Test nó hát tốt thì mình chia sẻ đến quý vị luôn ha. Thì 63DX này công suất của nó là 80W, trở kháng là 8 ohm, mắc in sao băng. Hàng này sản xuất đi thị trường Mỹ nha quý vị và các bạn. Đây là hai cái lever để tối ưu cho giải chung và giải chép. Thì 63DX này nó có hai đôi và nó giống hệt nhau thôi. Đó. Về công suất, về trở kháng vân vân. Thì việc nói luôn để hồi khỏi mất công là mình lại giới thiệu cái đôi bên kia công suất trở kháng nữa. Thì đôi này việc báo giá luôn, hai đôi giá bằng nhau là 14.500.000, chưa bao gồm phí vận chuyển. Và cái giá này là giá không ship COD. Còn quý vị và các bạn nào sợ bị lừa thì quý vị và các bạn có thể đặt cọc cho việc 5 triệu việc ship COD, và giá thì việc bán 16 triệu cho quý vị và các bạn. 16 triệu thì nó vẫn còn rẻ hơn thị trường, tại vì quý vị và các bạn thông cảm cho việc cái gì mà mình nhận tiền trước mì ăn liền thì lợi ích, và tuy nhiên thì cái giá nó được tốt. Còn quý vị và các bạn trả tiền sau thì cũng rất là lâu việc mới nhận được lại số tiền của mình bỏ ra, thì cho nên việc bán cái giá nó hơi cao hơn một tí. Tuy nhiên mình nói cao như thế thôi chứ không phải là cao hơn thị trường, vẫn rẻ hơn thị trường. Thị trường những cái đôi 63DX này có chỗ là bán 20 rồi. Đó, có chỗ bán đến 20 triệu, có chỗ bán 17, 18 triệu. Tùy theo loại đẹp xấu quý vị. Đấy. Rồi. Bên đây thì cũng là 63DX. Tình trạng lo đẹp. Cũng y như đôi bên kia thôi. Các driver lo, các tiếng lo. Đấy. Y chang. Đẹp ken hết quý vị và các bạn. Giá bằng nhau. Quý vị và các bạn phân biệt giữa hai đôi này. Một đôi là e căng cái lưới xanh, một đôi e căng cái lưới đen. Thì quý vị và các bạn khi mua hàng thì nói rõ, phân biệt rõ cho việc biết để việc giao cho quý vị và các bạn đúng hàng. Và hai đôi này thì phần thùng vách thì y nhau, không có đôi nào xấu, đôi nào đẹp cả. Đấy. Chỉ là sản xuất đời trước đời sau thôi. Không. Quý vị và các bạn thấy ok hết. Rồi. Bên đây thì đôi lo này cũng của hãng Wilner, sức Mỹ 901. Đây, mình giật ra một cây căng rồi. Đây là đôi lo 901 nha quý vị và các bạn. Ây cha. Ôi, nó bị xúc cái miếng chim ở trong bên trong nè. Đây, lát nữa mình sẽ gõ lên lại. Đây nó xúc đây nè quý vị và các bạn. À, mình gõ lên lại là xong. Đó. Đây. Thì đôi này được thiết kế một bát 40 đồng chục. Dòng này việc bán nhiều rồi. Hai siêu chép nè. Hai cái này là hai siêu chép nha. Còn ở đây là cái chép còi 6 lỗ. Một bát 40 đồng chục. Đây là cái lo chung, chung còi. Cái còi này rất là gấu nha quý vị và các bạn. Cái còi này nó cong xuống khoảng tới cỡ cái đít lo dưới này nè. Còi nhôm cong chứ không phải còi thẳng vô nha. Còi bằng nhôm á. Chứ không phải còi mũ đâu. Đó, bên đây cũng vậy.
tình trạng chưa có dọn dẹp vệ sinh gì cả, lo đẹp keng nguyên bản đây nè, bụi không. Mình thì công việc khá là nhiều cho nên vệ sinh thì chừng nào anh em mua mình mới vệ sinh, chủ yếu là test lo nó riêng hát tốt hoạt động tốt. Thì với đôi đồng trục này quý vị và bạn ghép với những cái dòng xăng xui như 5000X, 5000A, xăng xui 7070, 8080, 9090 thì nó cho ra chất âm rất là tuyệt vời. Hoặc là những dòng âm ly Lutman, Acophay. Thì dòng này thì nghe nhạc băng cố thì khổ chê rồi. Hoặc là quý vị và bạn nghe những thể loại nhạc khác cũng rất là ngon lành. Nhạc đồng quê, nhạc trữ tình. Thì những dòng này nó đáp ứng chi tiết cho quý vị và bạn. Và đặc biệt quý vị và bạn nào thích mà trung âm, dày dặn, ấm áp thì đôi lo này đáp ứng rất tốt cho quý vị và bạn. Vì nó là một cái lo trung còi rất là to. Trung còi rất là to. Trung còi quý vị và bạn có thể so sánh giữa cái còi ở phía trên và cái bát phía dưới. Bề ngang nó gần bằng cái lo bát ở dưới. Đôi này công suất của nó là 100W trở kháng là 8 ohm, mắc in Japan. Cũng là hàng sản xuất đi thị trường châu Âu. Đấy. Em quay phía sau cái chiếc này cho quý vị và các bạn xem. Đây, thì thành vách vuông thành sắc cạnh nha quý vị và các bạn. Chạy chỗ chút đỉnh thì hàng bãi, mình phải chịu chấp nhận chơi. Đó. Còn quý vị nào mà muốn không có chạy thì một chút nào hết thì quý vị có thể mua hàng mới. Hoặc là quý vị và các bạn mua những bạn nào mà bán hàng mà tút tát lại đó thì nó không có chạy. Đó. Mấy cái đầu này nói thật với quý vị và các bạn muốn không chạy rất là dễ thôi. Với công nghệ mấy anh thợ mộc bây giờ không chạy là chỉ cần vài trăm ngàn thôi là nó đẹp như quý vị và các bạn mới khui thùng. Đấy. Nhưng mà việc thì không có làm như thế. Mình mua như thế nào mình bán như thế đó cho anh em. Rồi, đôi 901 này việc báo giá luôn là 26 triệu đồng. Nghe quý vị và các bạn. 901 26 triệu đồng. Rồi. Thì việc xin ngưng video tại đây.